Đây là nhà sách Hải An. Ở số 2B, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Thì ngày hôm nay có một cái buổi triển lãm thư pháp của thầy Sư Ông Thích Nhất Hạnh. Triển lãm thư pháp của Thích Nhất Hạnh, thiền sư, triển lãm sách và tranh thư pháp với chủ đề là hương thơm quê mẹ, thể hiện nếp sống tỉnh thức và quan hệ nghệ thuật thư pháp, quan nghệ thuật thư pháp, khai mạc vào thứ sáu ngày 26 tháng 3 2021. Thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 2021. Con 21 mở cửa vào lúc 10 giờ đến 21 giờ tại nhà sách Hải An, phòng triển lãm tầng 4. Thì hôm nay là đúng vào ngày mình đến là ngày 24 luôn. Mà đến là ngày 25. Đúng ngày 25. Nhưng mà do hôm nay là phòng triển lãm làm kết thúc chưa kịp, thành ra phải dời lại vào ngày 26 tháng 7 với khai mạc. Và bây giờ mình sẽ lên mình xem tiến độ là cái đâu rồi, chúng ta hãy cùng đi và tham quan.